Thành phố đang có chủ trương khởi công xây dựng thêm 4 cầu vượt sông Hồng theo kế hoạch trong năm nay. Việc hạ tầng giao thông được đầu tư phát triển sẽ là cơ hội lớn để các địa phương khu vực hai bên bờ sông khai thác hiệu quả quỹ đất, mở rộng không gian đô thị, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống người dân, sớm hoàn thiện các tiêu chí trong quá trình xây dựng đô thị văn minh. Ghi nhận tại khu vực quy hoạch cầu Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm. Khu hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất ở 2,1 ha tại phường Thượng Cát, hạ tầng đã được quận Bắc Từ Liêm xây dựng đồng bộ. Dự án tiếp giáp với đường dẫn cầu Thượng Cát nối quận Bắc Từ Liêm với huyện Đông Anh trong tương lai và nằm sát đường vành đai 3,5 đoạn qua địa bàn phường đang trong quá trình giải phóng mặt bằng. Dự kiến khu đất này sẽ được quận tổ chức đấu giá trong năm nay. Với những lợi thế về hạ tầng kết nối theo quy hoạch, khu đất này sẽ được nâng cao giá trị và hứa hẹn thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm. Bên cạnh đó, khu đô thị mới Thượng Cát cũng đã được quy hoạch trên diện tích hơn 400 ha, bao gồm các khu đất dành cho nhà ở, khu thương mại, dịch vụ, nhà trẻ, văn phòng, trung tâm hội nghị, khu giải trí, khu cây xanh. Do đó, người dân kỳ vọng việc có thêm các cây cầu vượt sông sẽ giúp các dự án được triển khai, địa phương mở mang phát triển được đô thị, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống dân sinh. Dự án cầu Thượng Cát cũng như đường vành đai 3,5 đối với những người dân như chúng tôi ấy, thì cũng rất là mong chờ cái dự án này sớm được đưa vào thi công xây dựng. Từ đó sau khi có cái cầu Thượng Cát cũng như đường vành đai 3,5 này mà đi vào hoạt động, được xây dựng và đi vào hoạt động thì là cái bộ mặt đô thị của phường cũng phát triển. Hai nữa là người dân cũng sẽ chuyển đổi cái mô hình kinh doanh từ nông nghiệp sang làm dịch vụ và cái nâng cao được cái đời sống. Mong đợi của nhân dân là sớm được khởi công và đẩy nhanh cái tiến độ để đưa vào khai thác. Khi đã được khai thác rồi thì cái bộ mặt, cái kết nối giao thông giữa các vùng miền mà đặc biệt là sang phía bắc của sông Hồng nó sẽ kết nối. Đặc biệt là vấn đề giao thông sân bay, ví dụ Nội Bài, nó sẽ giảm thiểu được cái thời gian mà rất nhanh chóng mà nhân dân rất thuận tiện. Theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, cũng như quy hoạch vùng thủ đô, quận Bắc Từ Liêm nằm trong 5 quy hoạch phân khu của Hà Nội, gồm phân khu GS1, phân khu S1, phân khu S2, phân khu H2-1 và 4 phường Thượng Cát, Liên Mạc, Thụy Phương, Đông Ngạc nằm trong phân khu đô thị sông Hồng. Việc đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát dài 4,5 km, điểm đầu cầu khớp nối với dự án đường vành đai 3,5 đoạn từ cầu Thượng Cát đến quốc lộ 32. Điểm cuối tại vị trí nút giao với đường khu công nghiệp Bắc Thăng Long tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh sẽ đảm bảo tính đồng bộ, nối thông toàn tuyến vành đai 3,5 từ phía Nam lên phía Bắc sông Hồng, giúp mở rộng đô thị lên phía Bắc và đặc biệt là góp phần hiện thực hóa phân khu đô thị sông Hồng, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên sông. Thực hiện theo kế hoạch của quận Bắc Từ Liêm thì phường Thượng Cát cũng đã tiến hành rà soát quy hoạch và đề xuất những cái khu để đảm bảo là khai thác quỹ đất tốt nhất khi mà cầu Thượng Cát được triển khai tiến hành và cũng như là đường 3,5 kéo dài. Và chúng tôi sẽ đề xuất với quận và đề xuất với thành phố để sớm triển khai những khu đô thị trên địa bàn phường. Các chuyên gia cho rằng việc liên kết các huyết mạch giao thông, nhiều cầu vượt sông Hồng còn có ý nghĩa rất lớn đối với quy hoạch đô thị, tổ chức xã hội của đô thị Hà Nội, tạo ra sự phát triển đồng đều giữa hai bờ Nam Bắc. Thêm cầu vượt sông là thêm cơ hội cho sự phát triển của khu vực đô thị ven sông Hồng. Bờ Bắc sông Hồng thì lâu nay thì vẫn là một cái phần bên cạnh của trung tâm thành phố sôi động, nhưng mà nó giảm đi rất nhiều cái giá trị và khi kết nối với thành phố trung tâm khó khăn. Do vậy là Hà Nội đã làm thêm 50 cầu và chính nhờ 50 cầu đó nhiều cái không gian đô thị phía Bắc sông Hồng đã trở nên sôi động. Thí dụ như là sau khi có cầu Thăng Long chẳng hạn thì cái khu vực mà Hải Bối, Vĩnh Ngọc, thế rồi cầu Nhật Tân thì cũng có những cái bờ Bắc sông Hồng cũng đã sôi động. Thế mà nhất là khi mà cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy thì rất nhiều những khu đô thị đã được đưa vào hoạt động và cái nhịp độ của cuộc sống giao lưu giữa hai bờ sông Hồng được tăng cường và làm cho cái áp lực về dân số ở trong nội đô cũng giảm đi. Hà Nội đã được định hướng phát triển thành đô thị hiện đại với trục không gian trung tâm là dọc sông Hồng. Với định hướng đó, một trong những mục tiêu lớn nhất của Hà Nội trong nhiều năm tới là hoàn thiện hệ thống cầu vượt sông Hồng, mở rộng kết nối giao thông hai bên bờ Nam Bắc. Xa hơn là liên kết chặt chẽ với các trục không gian, đô thị vệ tinh, sinh thái, quanh trục cảnh quan sông Hồng. Việc Hà Nội dự kiến xây dựng thêm hàng loạt những cây cầu bắc qua sông Hồng nhằm hoàn thiện hạ tầng và được kỳ vọng tạo ra cú hích phát triển đô thị của thủ đô trong giai đoạn tới.
Thủ đô Hà Nội đã và đang được định hướng xây dựng theo mô hình đô thị ven sông, lấy sông Hồng làm chủ đạo, các nhánh cảnh quan, sông Đuống, sông Đáy, sông Đà làm phụ trợ. Với tiềm năng toàn diện của một vùng châu thổ trù phú, tập trung đông dân cư, giao thông thuận tiện, Hà Nội sẽ trở thành đô thị ven sông Hồng có vai trò chiến lược, xứng tầm với một thủ đô, một thành phố phát triển trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Hội Cầu đường Hà Nội Nguyễn Xuân Tân cho rằng áp lực đô thị hóa trong khu trung tâm Hà Nội đang căng cứng như một dòng nước lũ bị ngăn vây bởi dải đập sông Hồng. Thành phố đang rất cần những cây cầu để khép kín các vành đai giao thông lớn, mở hướng phát triển về phía những vùng đất giàu tiềm năng như Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên. Những cây cầu này sẽ là mạch nối thẳng đến tương lai của đô thị Hà Nội với trục không gian đặc biệt mang tính biểu tượng, chủ đạo trong phát triển toàn diện trục sông Hồng. Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa việc biến ý tưởng xây dựng đô thị hiện đại hướng ra sông Hồng. Trong tương lai gần, có thể kỳ vọng vào sự phát triển của thủ đô. Trong sự đô thị hóa nhộn nhịp đó, có bóng dáng của những cây cầu vừa hiện đại, vừa đậm nét văn hóa, đặc trưng của thủ đô nghìn năm văn hiến.